Hai bước giúp bạn tập chân mông to đẹp. Cách bàn chân bám mặt sàn khi squat vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng tới cả hiệu suất lẫn sự an toàn trong lúc bạn tập. Trước khi thực hiện động tác squat hay bất kỳ một bài tập phải mang trọng lượng trên cơ thể, việc đầu tiên là bạn phải tạo ra một chân đế ổn định từ bàn chân cho tới phần khớp gối, lên khớp hông và các cơ vùng bụng, tức là vùng core. Nếu bạn tạo được vùng chân đế ổn định, nó sẽ cân bằng tải trọng lên tất cả các phần xương khớp của cơ thể. Nguyên tắc để thực hiện là phải kích hoạt tĩnh cho các cơ ở gan bàn chân để duy trì được vòm của bàn chân, tránh hiện tượng bàn chân bẹt. Cách giải quyết vấn đề này bằng nó nói ở một video khác, bạn hãy xem lại nó. Tiếp theo, bạn hãy kích hoạt các nhóm cơ xoay ở khớp hông bằng cách xoay hướng đầu gối ra phía ngoài. Ở tư thế này, đầu gối sẽ đi cùng hướng với hướng của mũi bàn chân. Nó cũng giúp bạn giữ được 3 điểm tripod của bàn chân luôn tiếp xúc với mặt sàn. Việc xoay đầu gối để mở khớp hông, nó cũng giúp kích hoạt được cơ vùng mông tốt hơn khi bạn đứng lên để siết mông. Hãy nhớ rằng cơ mông cũng là một trong 4 nhóm cơ ở vùng co mặt sau. Cơ mông sẽ kết hợp với cơ lát để tạo ra đường chữ X bảo vệ mặt sau vùng trung tâm cơ thể. Khi tất cả các nhóm cơ này cùng được kích hoạt và phối hợp với nhau tạo thành một cơ sở ổn định cho các bài tập thân dưới của bạn. Để thực hiện được đơn giản, bạn hãy làm theo hai bước. Một là ấn ngón chân cái xuống mặt sàn. Hai là xoay hông đẩy đầu gối của bạn ra hai bên, đồng thời để ý mũi bàn chân sẽ luôn cùng hướng với chiều đẩy ra của đầu gối. Với tư thế xoay hông ra hai bên như thế này sẽ giúp bạn tạo ra vòm bàn chân, dẫn tới sự ổn định của 3 điểm tripod bàn chân. Nó cũng ổn định luôn cho phần khớp gối và khớp hông. Khi thực hiện được hai bước như trên sẽ giúp bạn có được trạng thái chuyển động rất ổn định và hãy dùng nó làm cơ sở cho tất cả các bài tập chân của bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Bằng thật sự hy vọng rằng nó giúp bạn có được thông tin bổ ích và xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách để lại những bình luận cho bằng biết sự cố gắng của mình đã không vô nghĩa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình khoa học vận động ứng dụng tập gym, link dưới phần mô tả và bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.